gì? Ủa? Trời ơi, em chơi anh chơi. Không thả cho anh kia lên. Tưởng thế nào ấy gặp cũng giống như tôi. Đây mới quay đi nha các bạn, bây giờ mình sẽ dán vô. 2, 3. Ơi mà nơi tôi hay cái máy quay đi gần đó kìa. Gió lên là dính thả nha Vinh. Mày dán cái đùi sao mà hả được. Sao thả mình để. Chạy Vinh. Vậy mà sao không dịu nó không lên ta? Trời ơi, mùa này mà Hải Dương là đúng bài rồi đó mấy em. Ừ, nhưng mà tôi thấy cái sân này nhỏ xíu à. Hải Dương sao mà nó bay lên nổi? Ừ đúng rồi đó. Hèn gì em thả nãy giờ không lên. Thế bây giờ mình tìm chỗ nào rộng á để thả dịu đi mấy anh. Để anh vận dụng khí tụ đang điền, suy nghĩ là ra liền. Anh Mạnh suy nghĩ lên lên, Mạnh em muốn thả dịu lắm rồi. Ok, có anh nè. Quậy 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 quậy. Hả? Anh Mạnh giận công sao tóc anh sững luôn rồi. Dạ giờ anh giận công anh có suy nghĩ ra chỗ nào để thả diều không? Anh nghĩ ra một chỗ, chỗ này thả diều là bao phê luôn á mấy em. Chỗ nào vậy? Ông nói lẹ đi, tôi hợp quá rồi nè. Đó là quảng trường ở Mỹ thôi, bây giờ mình đi ra quảng trường thả diều thôi. Em cũng hỏi em sẽ thả diều Phượng Hoàng. Còn em thì đã nhiều cá mập. Còn anh thì sẽ thả diều bà tốt. Thả một loại diều hoài cũng chán. Thôi bây giờ mình ra quảng trường mình thử thách, mua tất cả loại diều rồi mình thả luôn đi. Khiến anh Minh thú vị nè. Chào cô, để điện taxi rồi mình đi nha. Dạ. Trường rồi nha các bạn. Hai bên đường quá trời nhiều luôn mẹ ơi. Anh Mạnh chọn chỗ này quá trời nhiều luôn nè. Ở đây quá trời nhiều luôn, mọi người cùng con đi. Ở đây cũng quá trời hình cho mình lượn nè. Anh có gì mà nó nhậu nhậu không? Là diều sáo, diều lượn, diều nghệ thuật. Có diều nghệ thuật á, diều nghệ thuật á. Diều nghệ thuật là những cái con đang bay ở ngoài á. Diều bạch tuộc nó khổng lồ luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi đẹp vậy. Má ơi con diều nga nó kìa. Người ta hả diều sáo bự quá trời bự luôn kìa các bạn ơi. Mình nghe nói con diều này quá cao một cái ha. Thôi là nó cái lực cớ là mấy kia luôn á. Diều này đúng rồi, diều sáo này nó kêu ra âm thanh luôn kìa các bạn ơi. Anh em xem kìa. Diều nó nặng anh ấy kêu không nổi luôn á các bạn. Rồi tài lấy diều vậy. Vậy? Con diều nè, em bay mà đỏ một cái là anh phải lỗi cho em á nha. Rồi ok em luôn. Thông minh lắm. Mình mua 6 con diều tổng cộng là 1.140.000 Lần đầu tiên mà cô chơi con diều và cá tôi nó ngầu như thế này luôn á. Hôm nay mình sẽ chơi toàn là những con diều xịn sò không nha anh em. Không bao giờ giống nhau luôn. Con này cũng khác hết á. Con diều của mình là con diều em bay anh em, rất là xịn sò luôn. Con diều của mình là gì chứ mơ cho anh em thấy gì chưa? Vậy không luôn. Cái con diều này á, nó chơi bằng cái cây cạc lên nha anh em, chứ không phải là cái cây tre bình thường. Đó, giờ mình xin sò chưa, phải bay luôn á. Con diều của mình, diều hổ mang, giờ mình sẽ buộc đuôi cho nó các bạn. Ủa, diều của em xin sò chứ, tại. Đúng rồi đó, xin sò có vẻ xin sò đó, nhưng mà không biết nó bay được không nha. Đúng rồi, cái diều của ông xin sò nè. Biết làm sao mà không có đuôi, cái đuôi gì đâu mà nó cục nũ mà. Mình còn dùng em Vinh với các bạn, diều này xịn quá, em Vinh không biết còn. Lên diều, lên diều. Ủa. Trời ơi, em chơi anh cho đâu rồi. Con diều hổ mang của Tài á, cái đuôi của nó dài 20 mét, nghĩ sao không dướng. Ai diều cá coi của mình đây nè các bạn ơi. Diều đội bạn nè. Diều Pikachu. Trời ơi, chiến thần của mình. Đây là con đại bạn nha các bạn. Đấy, xinh đẹp lắm. Đây là con diều nắng xài các bạn, đuôi quá dài luôn. 20 mét. Bữa nay anh thấy ai cũng thả diều xinh sò hết. Bây giờ mình chơi cuộc thi đó chính là ai thả diều cao nhất là nó chiến thắng. Rồi bây giờ cô sẽ thả con diều cá coi của cô trước nha. Wow, lên luôn diều ơi, lên luôn. Con diều cá coi của cô á, đẹp thì có đẹp nhưng mà nó đảo quá nha cô. Con diều máy bay của con nè. Lên con. Lên. Lên. Cái này vừa chưa không đủ tội. Rắn nó mang đuôi dài bên dưới các bạn ơi. Bây giờ tới mình nè, chúa tể bầu trời đại bàng. Trời ơi, ông nhắm con diều của ông lên nổi không? Rồi nổi cho ông nổi, nhưng mà chỗ này nó chặt hẹp quá. Bây giờ tôi lại lần kia tôi thả cho nó dễ. Vậy để tôi chung cho. Rồi chỗ này chấn lỏng luôn, thả là bao kê luôn nha anh em. Chơi thôi các bạn ơi, chút chén thôi.
từ. Ông thả không chưa? Né ông qua chưa? Đi kia kia nó thả chưa nè. Ok, thả đi. Rồi chưa? Rồi 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 rồi. Lên con ta. Tự thế nào lũ cho bụi luôn. Lại bạn đúng là cứ tẩy bụng trời thả một phát là ăn luôn. Dù mình bay động quá các bạn ơi, bây giờ mình lót dép mình ngồi nha. Trời ơi, chụp chụp cá đã gì đâu. Lên tự thế nào ấy, gặp cũng giống như tôi. Dướng nhiều rồi tay ơi. Nói để anh gỡ cho rồi. Thôi đúng nè. Hả? Em bán luôn rồi. Em nghe là đúng hết luôn. Thôi bán gì vậy? Diều của mình nó giống đôi diều của mấy bạn chơi chung vào một cục luôn các bạn ơi. Rồi quá một cục luôn rồi. Nè nè, con gỡ cái này cho ba cái dây này ra nè. Quá một cục luôn, mình phải cắt nhỏ mới ra được. Rồi đỡ mình thả tiếp. Cái quảng trường này á, buổi chiều nhiều người thả diều quá. Con diều mình nó lên trên cao một cái là nó rối nhau. Tháo tháo cái dây này ra mình mạnh luôn vậy á. Cái này con diều cá đùm bi nè, chào bá luôn à. Nó sai rồi, đó là con Sam. Qua wow, ở đây á, chiều mình thấy thả diều khá là đông luôn các bạn. Nãy mình đứng có một mình team mình, là bây giờ quá sừng người luôn. Ôi, tự nhiên con diều rớt đây. Thôi bây giờ mình về mình cho con nha anh em. À, rồi, thả anh kia tới rồi. Thôi mình thả cho anh kia lên nè. Trời ơi, nó không lên kiểm nữa. Thôi thả xuống cho người ta đi. Nãy giờ thả diều á thì cô thấy con diều của Mạnh là thả cao nhất luôn á. Đúng rồi cô, nhưng mà nãy giờ thả diều rồi cũng chán, hay là mình gắn máy quay trên con diều coi cảm giác như thế nào đi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy máy quay bỏ vô bịch mũi nha các bạn. Đây máy quay đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ dán vô. Anh dán cho chắc nha nha, coi chừng á đèn bài nó bị sốc à. Trời ơi, dân chơi mà sợ gì em. Đúng rồi, lấy keo này dán vô anh. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ thả nha anh em. Thôi hả, cái hàng không lên nổi không? Rồi ông cầm diều đi, tôi chạy cho. Tôi là có lòng tốt lắm. Ông nói quay chứ vậy. Tôi đến tới ba là ông chạy cho mình. Tôi gọi cho lên nè. 1, 2, 3, lên. 2, 3. Ê ơi, con diều của anh Mạnh nó câu cái máy quay cũng lên nổi nữa kìa. Con diều tại bạn của mình đi bay không cả mà rớt đầm các bạn ơi. Nãy giờ chưa rớt. Ê Mạnh ơi, tôi hay cái máy quay đi gần đó kìa. Thôi lại Mạnh ơi. Ok, thể nổi á, thể nổi á. Ok, con ơi. Tình trạng có hay không á? Rồi. Ơi, nó gần rớt rồi nè, tụi tao thu đi. Có gì cô hứng máy quay cho trang trang bữa hứng trang ơi. Đó chưa, quay trên cao vậy mới chắc nè. Nhưng mà cái là quay trên cao mình sợ rớt bởi lại đi các bạn ơi. Đâu đấy mình nói rồi, mình coi thử trên cao nó như thế nào. Từ trên cao nhìn xuống thì hơi đẹp á, nhưng mà anh thấy nó lắc quá à. Tại vì con diều nó đảo đó anh. Ừ, chắc vậy rồi đó. Giờ cũng tối rồi, team mình về nha các bạn. Hồi đó giờ con chưa thả bữa diều nào á mà đã như bữa nay luôn á mẹ. Đúng rồi đó con. Đúng rồi, buổi chiều nay toàn là những con diều xịn sò mà. Mà xịn sò nhưng mà tốn tiền quá. Thôi kệ đi em, thả tốn tiền mà mình được bữa vui. Yeah.